lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Phàn Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời giữ đạo. Theo tử tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật bật thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thần tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khải bật Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tín giải thứ tư. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được diễn giác ngộ, nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế gia bà được dài lâu, để hoàng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lần tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiên tổ hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thịnh hưng. Nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật.
Chúng con hướng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ ơi, Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ ơi, Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơn sâu muôn lời thành bảy cuốn, dòng chưa đựng vô biên nghĩa màu, trong có nước cam lô diên nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Kinh diệu pháp liên hoa phẩm tín giải thứ tư lúc bấy giờ các ngài huệ mạng tu bồ đề đại ca chiên diên đại ca diếp đại mục kiền liên tử nơi Phật được nghe pháp chưa từng có Đức Thế Tôn dự ghi cho ngài xa lợi Phật sẽ thành vô thượng chính đẳng chính giác sinh lòng hy hữu hớn hở vui mừng liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa y phục trịch bày vai hiệu gói hiệu chấm đất một lòng chấp tay cuối mình cung kính chiêm ngưỡng dũng nhang Phật mà bạch cùng Phật rằng chúng con ở đầu trong hàng tăng tuổi đều đã già lùn tự cho đã được niết bàn không kham nhiễm gì nữa chẳng còn thắng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu lúc đó chúng con ngồi nơi tòa thân thể mỏi mệt chỉ nhớ nghĩ ba pháp không vô tướng vô tác đối với các pháp du hỷ thần thông tịnh cõi nước Phật độ thoát chúng sinh của Bồ Tát lòng chúng con không ưa thích. Vì sao Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi đằng chứng niết bàn lại nay đây chúng con tuổi đã già nua ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát không hề sinh một niềm ưa thích chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác lòng rất vui mừng đằng pháp chưa từng có chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đằng pháp mi hữu từ rất mừng mấy đằng lời lành lớn vô lượng châu báu chẳng tìm cầu mà tự đẳng Thế Tôn chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ chỉ rõ nghĩa đó thì như có người tuổi thơ bé bỏ cha trốn đi qua ở đâu nơi nữa khác hoặc 10, 20 đến 50 năm người đó tuổi đã lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn giáo đi lần lần tình cờ về bốn quốc người cha từ trước đến nay tìm con không đặng bèn ở lại tại một thành trong nước đó nhà ông giàu lớn của báu vô lượng các có đuôn vàng bàng lưu ly giang ngô phật phá lê chân châu vân vân tay đeo tràn đầy tội tơ thần ta lại dâng rất đông voi ngựa xe cổ bò dê nhiều vô số cho vay thâu vào lời lại khắp đến nước khác khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều bây giờ gã nghèo cùng kia rào đến các tụ làng trải qua xóm làng lần nổi đến nơi thành của người cha ở người cha nhớ con cùng con biệt ly ân 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói Việt như thế chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn ông tự nghĩ già nua và có nhiều của cải vàng bạc châu báu kho đũn tràn đầy không có con cái một mãi mà chết mất thời của cái tán thất không người giáo phó cho nên ân cần nhớ luôn đến con ông lại nghĩ nếu ta gặp đặng con ủy phó của cải thản nhiên khoái lạc không còn sầu lo thưa Thế Tôn bấy giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn lần hồi tình cờ đến nhà người cha bèn đứng lại bên cửa xa tây cha ngồi giường sư tử ghê bao đỡ chân các ngang bà la môn sát đế lời cư sĩ đều cung kính bao quanh trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc chân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm kẻ lại dân tôi tớ tay cầm Phật
trần trắng đứng hầu hai bên màng bao che trên những phang đẹp thòng xuống nước thơm dưới đất dài các thứ danh hoa các vật báu trưng bày phạt giá thâu vào lấy cho vân vân có các sự nghiêm sức dường ấy oai đức rất tôn trọng gã cùng từ thấy cha có thế lực lớn liền sinh lòng lo sợ hối hận về việc đến nhà này nó thầm nghĩ rằng ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua chẳng phải là chỗ của ta làm thuế mướn đăng tiền vật chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ đặng đổ mặt vật ăn nếu như ta đứng lâu ở đây hoặc rồi họ sẽ bức ngặt ép sai ta làm gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử thấy con bèn nhớ biết lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng của cái khó tang của ta nay đã có người giao phó rồi. Ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp đằng nay bỗng nó tự đến rất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già vẫn còn tham tiếc ông liền sai người hầu bên đuối gấp theo bắt lại lúc mấy kẻ sư gia chảy máu qua bắt gã cùng tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan tôi không hề xúc phạm nhân sao lại bị bắt kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cương dắt đem về khi đó gã cùng tử tử nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ đây chắc định phải chết lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng không cần người đó chớ cưỡng đem đến lấy nước lạnh dưới trên mặt cho nó tỉnh lại đừng nói chi với nó vì sao vì cha biết con mình ý chí hạ liệt từ biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con biết chắc là con roi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình kẻ sư già nói với cùng tử nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý gã cùng tử vui mừng đắng điều chưa từng có từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc bấy giờ ông trưởng gia toàn muốn dụ dẫn người con mà bày trước phương tiện mặt sai ai người hình sắc tiêu tùy không có oai đức ai người nên qua xóm kia từ từ nói với gã cùng tử nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bồi gã cùng tử nếu chịu thời dắt về đây khiến làm nếu nó có hỏi muốn sai làm gì thời nên nói với nó rằng thuê người hốt phân chúng ta ai người cũng cùng người chung nhau làm khi đó ai người xứ liền tiệm gã cùng tử rồi thuật đủ việc như trên bây giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả liền đến hốt phân người cha thấy con thương xót và quay lạ lại một ngày khác ông ở trong cửa sổ xa thấy con ôm mò tiêu tùy phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch ông liền cởi chuỗi ngọc áo tốt miên màng cùng đồ trang sức lại mặc áo thô rách chín dơ bụi đất lấm tân tay mặt cầm đồ hốt phân bộ dạng đáng để sợ báo những người làm rằng các ngươi phải siêng làm việc chớ nên lười nghỉ dùng phương tiện đó đằng đến gần người con lúc sai lại báo con rằng gã nam tử này người thường làm ở đây đừng lại đi nơi khác ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như loại bột chậu gạo bột muối dẫm người chớ tự nghĩ ngài cũng có kẻ tớ già hèn hà nếu cần ta gấp
cho nên phải an lòng. Ta như cha của người chớ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà người thời trẻ mạnh. Người thường trong lúc làm việc không lòng dối, khi trễ nãi dân hơn nói lời than oán, đều không thấy người có các điều sâu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhân sau như con đẻ của ta, tức thời trưởng già lại đặt tên cho cung tử gọi đó là con. Khi đó gã cung tử giàu mừng việt tình cớ đó, xong vẫn con tử cho mình là khách, là người làm công nên vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân. Sau đó lòng gã mới lần thể tin ra vào, không ngại sợ nhưng cho gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cụ Thế Tôn. Bây giờ trường giã có binh tử biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bao cùng tử rằng ta nay rất nhiều vàng bạc trân báu có đuôn tràng đầy, trong đó nhiều yên cho đáng xài dùng. Người phải biết hết đó lòng ta như thế, người nên thể theo ý ta. Vì sao nay ta cùng người bèn là không các nên gắng dùng tâm chớ để xót mắt. Khi ấy cùng tử liền nhận lời bảo lãnh, biết các của vật vàng bạc trân bưu và các có tang mà tròn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của ga ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được. Lại trải qua ít lâu sau cha biết ý chí con lần đã thông thái trọn nên chi lớn. Từ thế tâm ngày trước đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hỏi cả thân tộc quốc vương quang đại thần dòng sát lời hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong ông liền tự tuyên rằng các ngài nên rõ người này là con ta của ta sinh ra ngày trước trong thành nọ, bỏ ta chôn đi nỗi trôi khổ sở. Hơn 50 năm nó vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này lòng lo lắng tìm kiếm bông ở nơi đây gặp đằng nó. Nó thiệt là con ta thiệt là cha nó. Này ta có tất cả bao nhiêu của cái đều là của con ta, có trước đây của cái cho ra thâu vào con ta đây coi biết. Thế Tôn khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu, nay khó tan bao nay tự nhiên mà đến. Thế Tôn ông phú trưởng già đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba muốn khổ nên ở trong sanh từ chiều, các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết nữa, thích các pháp tiểu thừa ngày nay. Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân giờ càng pháp hỷ luận, chúng con ở trong đó siêng gắng tinh tấn đặng đến niết bàn. Cái giá một ngày đã đặng đấy rồi, lòng rất vui mừng tự cho là đủ, mà tự nói rằng ở trong pháp của Phật do siêng năng tinh tấn nên chỗ đặng rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bưu tàng. Chí kiến của Như Lai Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bay trí huệ của Như Lai, chúng con theo Phật đặng giá niết bàn một ngày cho là đặng nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa này không có chi cầu, chúng con lại nhân trí tuệ của Phật vì các vị Bồ Tát
Tát mà chỉ bày diện nói, nhưng chính tự mình lại không có chi muôn nơi pháp đó. Vì sao Đức Phật biết chúng con nửa nơi pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp chúng con không tự biết thiệt là Phật tử. Ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí tuệ của Phật không có lần tiếc. Vì sao chúng con từ xưa đến nay thiệt là Phật tử mà chỉ ưa nơi pháp tiểu thừa? Nếu chúng con có tâm am đại thừa, thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách thanh văn ham pháp tiểu thừa, nhưng Đức Phật thiết dùng đại thừa để giáo hóa. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báu lớn của Đức Pháp Vương tự nhiên đến như chỗ, nên đằng của Phật tử đều đã đằng đó. Bây giờ Ngài Ma Ca Diếp muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật, lòng hớn hở mừng rỡ đặng pháp chưa từng có. Phật nói hàng thánh văn sẽ đặng thành quả. Phật đông châu báu vô thượng chẳng cầu tự nhiên đặng. Vì như gã cùng từ thơ bé không hiểu biết, bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa khác, nổi trôi khắp nước ngoài hơn 50 năm dài. Cha gã lòng buồn nhớ kiếm tìm khắp bốn phương, kiếm tìm đó đã mỏi liền ở lại một thành, xây dựng nên nhà cửa 5 món dục tử vui. Nhà ông giàu có lớn nhiều những khó, vàng bạc xa cử ngọc ma não, chân châu ngọc lưu ly, voi ngựa cùng cháu dê kiểu càng đủ xe cổ, ruộng đất và tôi tớ nhân dân rất đông nhiều, xuất nhập thấu lời lại bèn khắp đến nước khác. Khách thương người buôn bán không xứ nào không có, nghìn muôn ức chúng hội vây quanh cung kính ông thường được bậc vua chúa mến yêu nhớ tưởng đến. Các quan hàng hảo tộc đều cùng đồng tôn trọng, vì có các sự duyên người đến lui rất đông. Giàu mạnh như thế đó có thế lực rất lớn, mà tuổi đã già nua lại càng buồn nhớ con ngày đêm luống suy nghĩ giờ chết toan sắp đến. Con thơ dại bỏ ta hơn 50 năm tròn, càng của vật khó tang sẽ phải làm thế nào? Bây giờ gã cùng tử đi tìm cầu ăn mặc, ấp này đến ấp khác, nước này sang nước nọ, hoặc có khi đặng của, hoặc có lúc không đặng, đói thiếu hình gầy gò, thân thể sinh ghé lác lần lừa đi trải qua đến thành cha gã ở. Xây văn làm thuê mướn bèn đến trước nhà cha, lúc mấy ông trưởng giá đang ở trong nhà, ông răng màng châu báu lên ngôi tòa sư tử cao, hàng quyến thuộc vây quanh đông người đứng hầu hạ, hoặc có người tinh toán vàng bạc cùng vật báu của cái ra, hoặc vào biên chép ghi giấy tờ. Gã cùng tự thấy cha qua mảnh giàu tôn nghiêm cho là vị quốc vương, hoặc là đồng bậc vua, kinh sợ tự trách thầm tại sao lại đến đây. Lại tâm tư nghĩ rằng nếu ta đứng đây lâu, hoặc sẽ bị bức ngạc ép buộc sai khiến làm. Suy nghĩ thế đó rồi dạo chạy mà đi thẳng, hỏi thăm xóm nghèo nàn muốn qua làm thuê mướn. Lúc bấy giờ trưởng gia ngồi trên tòa sư tử xa sông, thấy con mình thầm lặng mà ghi nhớ ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo bắt đem về. Gã cũng tử sợ
sợ kêu mê ngất ngã trên đất. Người này theo bắt tôi chắc sẽ bị giết chết, cần gì đồ ăn mặc khiến tôi đến thế này. Trường giải biết con mình ngu dại, lòng hẹp hèn chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha. Ông liền dùng phương tiện lại sai ai người khác, mắt chột thân luôn xấu hạng không có oai đức. Các người nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hốt dọn các phân nhơ trả giá bồi cho nó. Gã cùng tứ nghe rồi vui mừng theo sứ về, vì dọn các phân nhơ sạch sẽ các phòng nhà. Trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại ưa thích làm việc hèn. Lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rách, tay cầm đồ hốt phân qua đến chỗ con làm phương tiện lần gần gối báo rằng giáng siêng làm đã thêm giá cho người và cho dầu xóa chân đồ ăn uống đầy đủ thêm đêm chiếu đầy ấm. Cần kẻ nói thế này ngươi nên siêng làm việc rồi lại dịu dàng bảo như con thiệt của ta. Ông trưởng già có chí nần nần cho ra vào. Trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà, chỉ cho biết vàng bạc ngọc trân châu pha lê, các vật ra hoặc vào đều khiến gã biết rõ gã vẫn ở ngoài cửa nương nấu nơi am tranh. Từ nghĩ phần nghèo nàn ta không có vật đó, cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn muốn giao tài vật cho liền nhóm cả thân tộc. Quốc vương các đại thần hàng sát lợi cư sĩ rồi ở trong chúng này tuyên nói chính con ta bỏ ta đi nước khác trải hơn 50 năm. Từ gặp con đến nay đã 20 năm rồi, ngày trước ở thành kia mà mất đứa con này. Ta đi tìm khắp nơi bèn đến ngủ nơi đây, phàm của cái ta có nhà cửa cùng nhân dân thầy đều phó cho nó mặc tình nó tiêu dùng. Người con nhớ xưa nghèo chi y rất kém hèn, nay ở nơi cha mình đặng quá nhiều cháu báu và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vật. Lòng rất đôi vui mừng đặng điều chưa từng có, Đức Phật cũng như thế biết con ưa tiểu thừa nên chưa từng nói rằng các ngươi sẽ thành Phật, mà chỉ nói chúng con đặng có đức vô lậu chọn nên quả tiểu thừa hàng thánh văn đệ tử. Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng, người tu tập pháp này sẽ đăng thành Phật. Quả chúng con vâng lời Phật, vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các món thí dụ bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thường. Các hàng Phật tử thấy từ nơi con nghe pháp ngày đêm thường suy gẫm tính tấn xiên tu tập. Bây giờ các Đức Phật liền thọ ký cho kia các ông ở đời sau sẽ đăng thành Phật đạo. Pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật chi đề vì Bồ Tát mà dạy việc thiệt đó. Nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này như gã cùng từ kia đang gần bên người cha. Dẫu lãnh biết các vật nhưng lòng chẳng mong cầu chúng con, dẫu diễn nói tạng pháp bao của Phật tử mình không chí nguyện cũng lại như thế đó. Chúng con diệt bể trong tử cho là đã đủ, chỉ xong được việc này lại không biết việc khác. Chúng con dẫu có nghe pháp tình cõi nước Phật cùng giao hóa chúng sinh đều không lòng ưa vui như thế là
vì sao vì tất cả các pháp thấy đều là không lăng, không sanh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô vi suy nghĩ thế đó rồi chẳng sinh lòng ưa muốn. Chúng con đã từ lâu đối với trí tuệ Phật không ham, không ưa thích, không lại có chi nguyện, mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo. Chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không đặng thoát khỏi hoang nạn khổ não của ba cõi chủ trong thân rốt sâu. Hữu dư y niết bàn đức Phật dạy bảo ra chứng đẳng đạo, chẳng luân thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Chúng con giáo lai vì cả ngang Phật tử thầy tuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo, mà mình đôi pháp đó chọn không lòng mong muốn đấng đạo sự buông bỏ, vì xem biết lòng con ban đầu không khuyên gắng nói những lời có thiệt, như ông trưởng giả giàu biết con chi kém hèn bè. Bèn dùng sức phương tiện để hòa phục tâm con, vậy sau mới giao phó tất cả tài vật bao. Đức Phật cũng thế đó hiện ra việt ít có biết con nữa tiểu thừa, bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con rồi mới giải chi lớn. Chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên được, như gã cung từ kia đặng vô lượng của bao thế tôn. Chúng con nay đặng đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu đặng huệ nhãn thanh tịnh. Chúng con từ lâu nay gìn tịnh giới Phật chế mới ở ngày hôm nay đặng hưởng quả bao đó trong pháp của pháp vương. Lâu tu hành phạm hạnh ngày nay được vô lậu quả bao lớn vô thường. Chúng con ngày hôm nay mới thiết là thánh văn đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thiết là A-la-hán ở nơi các thế gian trời người và ma phàm, gặp ở trong chúng đó đáng lãnh của cúng dường ơn lớn của thế tôn đem việc ít có này thương xót dạy bảo cho làm lợi ích. Chúng con trải vô lượng ức kiếp ai có thể đền được, tay lẫn chân cúng cấp đầu đảnh lễ cung kinh tất cả đêm cúng dường đều không thể đến đặng hoặc dùng đầu đội Phật hai vai cùng cống vang trong kiếm xô hàng xa tận tâm mà cung kính, lại đem dâng đồ ngón ni phụng báu vô lượng và các thứ đồ nằm cùng các món thuốc thang gỗ ngưu đầu chiên đàn và các vật chân bao để dựng xây tháp miếu y bao lót trên đất, như các vỉa trên đây đêm dùng cúng dường Phật trái kia xó ăn xa cũng không đền đam được. Các Phật thật ít có đấng vô lượng vô biên đến bất khả tư nghị đủ sức thần thông lớn, bậc vô lậu vô vi là vua của các pháp may, vì kẻ a liệt những việt cao thượng đó hiện lấy tướng phàm phu tùy cơ nghi dày nói các Phật ở nơi pháp đáng sức rất tự tài. Biết các ngàn chúng sinh có những điều ưa muốn và chi lực của nó theo sức nó khám nhiệm, dùng vô lượng thí dụ mà vì chúng nói pháp tùy theo các chúng sinh trong căn lành đời trước, lại biết đã thành tục hay là chưa thành tục suy lương những điều đó phân biệt biết rõ rồi ở nơi đạo nhất thưa tùy cơ nghi nói ba
kinh diệu pháp liên hoa quyền thứ hai bậc thường căn lãnh ngõ hàng trung hà nổi nghi mở quyền bày thật hội ba thời pháp màu tuyệt sự nói suy của vẫu không riêng tư toàn giáo phó cho con nhà nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát Đức Như Lai dụ nói ba cõi làm nhà ngoài cửa ba cõi bảy ba thứ xe các con đua giành ồn ào trướng giả mừng khoe thọ ký quả Phật không sai Nam mô Vị Lai Hoa Quang Phật Nam mô Vị Lai Hoa Quang Phật Nam mô Vị Lai Hoa Quang Phật Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân Na là người đệ tử Phật. Ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về Tám Điều Giác Ngộ của các Bậc Đại Nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, già dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, ta muôn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi. Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến chi túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lưỡi biếng phải xa đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới. Điều giác ngộ thứ năm, ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biến tài, rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oan hờn, thường kết nhiều duyên ác. Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa, thân dấu ở cõi tục nhưng không nhiễm dục lạc. Thường nhớ nghĩ ba y bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Điều giác ngộ thứ tám, sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề tu hành cầu thanh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh. Cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục,
tu tâm theo thành đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niềm diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thượng an trú tịnh nhớ lạc. Tam bảo chứng minh ngoại thần hộ niệm Bồ Tát Thân Tăng Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu nói lời thân tình xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tư Đại Điều Hòa chủ thế xa bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhà của các đấng Như Lai, phổ độ khắp cả quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lần tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm, gia quyến an khang lòng tín nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dẫn quân du kích tử về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hướng linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hướng linh liên quan đến việc đổ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ, tin sâu tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đồng đất, các nạn nước do biển đồng và lũ quét, lụt lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các trung hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việt ác hộ trì việt thiền, phát tâm Bồ Đề hộ trì tam bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hành Bồ Đề, truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu trăng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam các thế tâm đồng quay về nguồn xưa, phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh,
Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch nhà Nam mô Phật na bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Tùng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, thầy đều thể nhập vô sinh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ời. Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật ơi, nguyện cho chúng ma sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi, phát tâm vô thường. Từ quy y pháp ơi nguyện cho chúng ma sinh người thâm nhập kinh tạng người trí tuệ như biển. Tự quy y tăng người nguyện cho chúng ma sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết na thảy không ảnh.